Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Linh Hoa. Hiện tại em đang đứng ngay ngã ba đường Mã Lò và đường 18B. Và hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị một căn nhà góc hai mặt tiền nằm trên đường Mã Lò. Như quý chị đã biết thì trục đường Mã Lò là một trục đường nối dài từ Tân Kỳ Tân Quý ra thẳng tới tỉnh lộ 10. Chính vì vậy mà việc lưu thông từ quận Tân Phú ra tới quận Bình Tân và chúng ta đi thẳng ra quận 6 cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Từ vị trí của căn nhà, chúng ta có thể di chuyển ra các khu vực như là chợ Bình Long, chợ Lê Văn Quế hoặc là các trung tâm thương mại như là Amon Tân Phú, Amon Bình Tân, chỉ mất từ 5 cho đến 10 phút chạy xe. Bên cạnh đó thì các trường tiểu học như là Bình Trị Đông, trường trung học cơ sở Bình Trị Đông, trường mầm non và bệnh viện quận Bình Tân cách vị trí của căn nhà khoảng 500m. Với vị trí vô cùng đắc địa nằm ở góc hai mặt tiền đường Mã Lò, một cung đường giảm tải xe container với diện tích là ngang 4 dài 27, bao gồm có một mặt bằng và 6 phòng trọ đang cho thuê với một nguồn thu nhập cao, ổn định và lâu dài. Giá chính chủ hiện tại đang rao bán là 11 tỷ. Giá này chúng ta vẫn có thể thương lượng và giảm mạnh. Ngân hàng đã thẩm định có thể hỗ trợ vay từ 50% cho đến 70% trong tổng giá trị của căn nhà. Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ. Để có thể tham quan trực tiếp và làm việc với chính chủ, anh chị hãy nhanh tay kết nối và liên hệ với bên em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh Nhà Đất Linh Hoa để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Nhà Đất quận Bình Tân. Em xin cảm ơn và xin chào.